Ngày 24 tháng 3, bốn quốc gia khu vực Bắc Âu là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác không quân để nâng cao năng lực và tăng tính phối hợp trong hệ thống phòng không khu vực. Kế hoạch này đã được tư lệnh không quân bốn quốc gia Bắc Âu nói trên thống nhất trong ý định thư được ký hôm 16 tháng 3 tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức với sự chứng kiến của tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu. Mục đích của kế hoạch này là nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân bốn nước, thúc đẩy các sáng kiến chung để thiết lập một hệ thống phòng không khu vực dựa trên các phương thức và hướng dẫn hiện hành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Thiếu tướng Gian Đam, tư lệnh không quân Đan Mạch, kế hoạch liên kết này cũng sẽ hướng tới việc hợp nhất hệ thống giáo sát trên không để bốn nước có quyền truy cập vào hệ thống dữ liệu radar của nhau và sử dụng các dữ liệu này. Thông qua kế hoạch này, Dự kiến, lực lượng không quân của nước Bắc Âu sẽ sở hữu khoảng 290 máy bay chiến đấu trong biên chế và khoảng hơn 100 máy bay chiến đấu khác đang đặt hàng.